Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những gì không dùng được luật pháp thì công an dùng luật rừng. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, Bộ Công an thông báo là đã bắt Nguyễn Cao Chí vì chiếm đoạt 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan. Điều đáng nói là vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, ông Chí đã bị bắt nhưng Bộ Công an vẫn không thông báo chính thức. Vì thế mà trong suốt một thời gian rất dài, khoảng 7 tháng, báo chí trong nước đưa tin ông Nguyễn Cao Chí mất tích, khiến nhiều người cho rằng ông này đang bỏ trốn. Tùy tiện bắt ông Nguyễn Cao Chí nhưng để đến 7 tháng sau thì mới công bố. Việc công bố thông tin bắt ông Nguyễn Cao Chí ngay sau khi bắt là công việc đơn giản, tại sao Bộ Công an Việt Nam lại không làm? Việc bắt người giam hơn nửa năm mới công bố là việc làm xem thường quy trình tố tụng, xem thường pháp luật của nước Việt Nam. Giai đoạn này nếu ít người biết hoặc thậm chí không ai biết ông Chí bị bắt thì việc bảo vệ quyền lợi ông Chí không được đảm bảo, ví dụ không được thuê luật sư bào chữa hoặc việc giám sát quy trình tố tụng không được tôn trọng. Trong 7 tháng này, vì không thấy ai biết, bên công an rất dễ dàng sử dụng các thủ đoạn bức cung nhục hình đối với bị can. Chuyện công an ngày càng lộng hành phi pháp không phải mới diễn ra gần đây mà đã có từ rất lâu rồi. Chuyện công an bắt người cho côn đồ đánh trọng thương những người bất đồng chính kiến là chuyện bao lâu nay họ vẫn làm với người dân Việt Nam. Có vẻ như công an hành động theo phương châm những gì không dùng được luật pháp thì dùng luật rừng, chứ chẳng phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ gì cả. Đất nước này là cương quốc khẩu hiệu, họ tung ra đủ thứ khẩu hiệu, nhưng họ lại không thực hiện nếu không có lợi cho đảng. Đất nước và nhân dân bị Đảng Cộng sản đặt sau đảng. Mỗi khi Chủ tịch nước đọc Nguyễn Văn chúc Tết thì lại hô to rằng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mặc dù là đời Chủ tịch nào cũng vậy, đảng phải đứng trên nhân dân mới được. Công an được dựng lên là để bảo vệ chế độ đến cùng, với khẩu hiệu công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình, chứ chẳng phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ đâu. Sự tùy tiện đáng sợ của công an Việt Nam. Luật pháp ở nước này đã tạo ra là để đảng cùng làm công cụ trị dân. Với những người dân không làm gì sai phạm mà đảng vẫn muốn trừng trị thì điều tất yếu là phải dẫm lên luật pháp mà thôi. Bắt cóc chính là biện pháp này. Vậy mà Bộ Công an lại dùng ngân sách bí mật để nuôi một lực lượng hùng hậu trà trộn vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để mà thám thính, mà dò la và chỉ điểm. Đã gọi là chấp pháp mà lại là có chủ trương phạm pháp, thì dù bí mật hay công khai thì lực lượng đấy cũng không xứng đáng được gọi là lực lượng chấp pháp. Với những người bất đồng chính kiến mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là thành phần phản động, họ đối xử rất tàn tệ. Công an thì lại không dùng luật là chuyện đã quen thuộc từ bao lâu nay. Tuy nhiên giờ đây Bộ Công an lại xem thường quy trình tố tụng đối với những bị can bình thường. Không phải giới bất đồng chính kiến thì có thể nói lực lượng dưới tay ông Tô Lâm ngày càng lộng hành rồi. Một ông bộ trưởng bất chấp pháp luật quốc tế thì liệu ông ta có tuân thủ pháp luật Việt Nam được hay không? Hiện nay cái ác của công an không được ngăn chặn, bởi theo thông tin Thời báo.de có được, hệ thống báo chí quốc doanh chỉ được định vị là luôn phải bảo vệ công an. Công an cho dù làm bất cứ điều gì sai thì báo chí luôn phải có nhiệm vụ che đậy nó lại. Đây là một chủ trương vô cùng nguy hiểm, chính điều đó đã dung túng cho thói vô pháp vô thiên của ngành công an tại Việt Nam. Vào năm 2015, báo chí còn đưa tin rằng trong 3 năm có tới 226 người chết trong trại tạm giam, tạm giữ ở các đồn công an. Tuy nhiên sau đó thì những con số như thế biến mất khỏi các mặt báo tại Việt Nam. Nếu báo chí lên tiếng, công an còn có thể chùn tay, nhưng khi báo chí được chỉ đạo phải che giấu, thì sự lộng hành của công an sẽ leo cao, không có điểm dừng. Cho nên, ai lỡ bị công an bắt thì xem như đã rơi vào đầm lầy và hoang hồn vào miệng cọp, chứ chẳng được ai bảo vệ cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Những gì không dùng được luật pháp thì công an dùng luật rừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Song hành chính sách tung tiền mua mafia bản địa là chính sách cài người của ông Tổ.
vì sao phong trào phản kháng của giới đấu tranh hiện nay đang yếu dần đi. Đấy là kết quả của chính sách cài người của Đảng Cộng sản giao cho Bộ Công an thực hiện. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người Việt Nam đi xuất khẩu lao động. Đây là thành phần rất dễ bất mãn chế độ, bởi họ đã gần như bị bứt hết đường tiến thân tại quê nhà. Đặc biệt, trong thành phần xuất khẩu lao động hiện nay, không ít người có học, họ đủ nhận thức, đủ biết được những gì mà Đảng Cộng sản đang gây ra cho đất nước Việt Nam. Bởi không gì làm cho người ta dễ thức tỉnh bằng việc so sánh với thực tế. Chỉ cần đặt câu hỏi tại sao chế độ làm việc của công nhân ở xứ tư bản bóc lột lại tốt đến thế? Tại sao tiền lương và môi trường sống ở xứ của họ lại tốt đến thế? Và rất nhiều câu hỏi khác. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tung nhiều chính sách bí mật để kiểm soát người Việt ở nước ngoài. Thành phần xuất khẩu lao động là thành phần ra nước ngoài làm việc, quan sát xứ tư bản bóc lột, rồi lại trở về nước. Đảng Cộng sản bí mật họp hành, bàn bạc và đánh giá cho rằng đây là thành phần tiềm ẩn nguy cơ bất mãn nhiều nhất. Với những người quanh năm không bước ra khỏi lãnh thổ thì Đảng có thể lừa mị được họ. Nhưng với những người đã từng đi ra nước ngoài, đã từng cảm nhận về một xã hội dân chủ, thì họ rất dễ chán ghét chế độ Cộng sản tại Ba Đình. Vì vậy, Đảng Cộng sản đã lên chính sách để mà kiểm soát thành phần lao động ở nước ngoài nói chung và kiểm soát luôn thành phần bất mãn chế độ đang ở nước ngoài. Một nguồn tin mật cho biết trong các đoàn của các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam, cứ trung bình 100 người đi xuất khẩu lao động thì có đến 4 người là chủ doanh nghiệp không được biết mặt, không được phỏng vấn và chỉ được phép đồng ý. Tất cả các chủ doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động tự hiểu là phải thực hiện theo mệnh lệnh. Chủ doanh nghiệp không được phép lưu hồ sơ của những người này nếu muốn yên ổn làm ăn. Ông Tô Lâm chính là người triển khai chính sách cài người ra hải ngoại, nguồn tin cho biết. Đó là chính sách cài người mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Những người này thực hiện nhiệm vụ trà trộn một thành phần công nhân người Việt Nam, nắm vào tình hình và báo cáo về trong nước. Họ là những người lao động thực thụ nên những công nhân khác rất khó phát hiện ra. Khi hết hạn lao động, phía đại sứ quán nhận ngược mệnh lệnh phải tạo điều kiện tốt nhất như có thể để thành phần này ở lại hoạt động lâu dài. Đôi khi trong thành phần xuất khẩu lao động thâm niên có những người cũng như vậy. Qua nhiều năm, mạng lưới cấy người của Bộ Công an thực hiện trên khắp thế giới giờ đã bén rễ. Một khi có tổ chức chính trị nào chống đảng thì thành phần chính là những kẻ gây chia rẽ này, làm tan nát tổ chức đó từ bên trong. Khi cần theo dõi một đối tượng nào đấy hoặc cần bắt cóc đem về Việt Nam xử tội thì chính những thành phần này sẽ giúp cho Bộ Công an Việt Nam thực hiện điều đó ở nước ngoài. Họ thực hiện việc ra soát và chỉ điểm. Như vậy, chính sách móc nối bung tiền do mua mafia bản địa kết hợp với mạng lưới của những người được cài cắm đã giúp cho ông Tô Lâm đánh hơi được rất nhiều người chạy trốn trên toàn thế giới. Việc bắt cóc chỉ là hành động cuối cùng mà thôi. Để bắt được người, Đảng Cộng sản đã giao cho Bộ Công an thực hiện chính sách cài cắm từ rất nhiều năm trước rồi. Theo nguồn tin cho biết có 4% lực lượng xuất khẩu lao động là hàng cài của Bộ Công an. Ý đồ của Đảng Cộng sản là dùng mỡ nó, rán nó hoặc nồi da sáo thịt. Họ dùng tiền thuế của dân dồn vào cho quốc phòng và công an. Muốn trị dân thì phải dùng tiền thuế của dân để mà nuôi bộ máy công an chìm, công an nổi, trong và ngoài nước. Tung người đi khắp thế giới để theo dõi người Việt Nam, từ Việt Nam ở hải ngoại rồi lại từ hải ngoại về Việt Nam. Thành phần này đã chứng tỏ họ rất hữu ích đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, họ đã thành công phá đi rất nhiều nhóm, rất nhiều tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài. Nếu người Việt Nam hoạt động chính trị mà không có tổ chức chặt chẽ, không giữ nguyên tắc an toàn, thì rất dễ bị tàn rã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Song hành chính sách tung tiền mua mafia bản địa là chính sách cài người của ông Tô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de